giờ mấy view hả bố? Ờ, đây con ghi số này trước đi. 4, 9, 7, 1, 4, 1, 1, 4, 5, con ghi số này trước đi. Đây, con này. Nào, hôm nay bây giờ ghi giờ trước. Mấy? À, 22:00, 22:00 ghi đi. Nào. Ghi ngày giờ trước đi, 22:00. Ngày mùng 10 tháng 3. Được rồi. Cái số view là 497. Không, mùng 10 tháng 3 là được rồi. Nào con ghi số view ở dưới đi, 497114513 ghi đi. Dạ. Đây cái số ở dưới đây này. 97. Ơ, mình phải viết hôm nay chứ không phải là đây, hôm qua con ghi hôm qua trước. Ghi hôm qua thì mình ghi hôm qua trước rồi ghi hôm nay rồi sau đấy là lấy hôm nay trừ đi hôm qua được chưa? 497114513 đấy, con nhìn đây này. 4. Ghi thẳng lên trên đấy, ghi thẳng lên trên. 4 9 7 1